Sáng ngày 11 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở khu đô thị Vinhomes Central Park, địa chỉ số 720A Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh. Tình huống giả định, khoảng 9 giờ sáng nay, tại căn hộ tầng 10 của tòa nhà Landmark 6 xảy ra sự cố điện, gây cháy lan sang các căn hộ ở tầng này. Cùng lúc, ở tầng hầm B2 của tòa nhà Landmark 81, quá trình thoát nạn có hai xe ô tô xảy ra va chạm, làm rò rỉ nhiên liệu, gặp nguồn nhiệt gây cháy tại tầng hầm B2. Thời điểm xảy ra cháy, trong tòa nhà có khoảng 2.000 người dân. Phòng BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều đơn vị đến chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ tìm thấy 4 nạn nhân mắc kẹt ở tầng hầm đưa ra ngoài. Tại tầng 7, lực lượng đã tiếp cận, cứu nhiều người bằng rồng rọc điện. Lực lượng cũng đã hướng dẫn thoát nạn cho khoảng 1.000 người, cứu hơn 10 người bị thương, chuyển cấp cứu. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc diễn tập tại khu đô thị Vinhomes Central Park là hoạt động quan trọng và cần thiết trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các lực lượng kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ và cứu nạn cứu hộ ở thành phố Hồ Chí Minh.